Thầy tôi tài đức giang người, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Thầy thường khuyên nhủ bảo tôi, khi ăn lúc nói đứng ngồi hoài nghi, đừng nên nói lời thị phi, bước đi tội dưỡng nuôi, chăm lo sớm tối hương là tình thân, gần xa thơm ngát hương thầy, trong thầy trẻ tuổi nhưng đầy tài hoa, lòng thầy biển rộng bao la, chăm lo Phật tử như là đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng chứng minh, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Cần Thơ. Ngưỡng bái bạch hòa thượng Đào Như, phó chủ tịch hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Cần Thơ. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng chư thượng tọa, quý ni trưởng, quý ni sư, thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Cần Thơ, phân ban ni giới giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Cần Thơ. Ngưỡng bái bạch chư tôn thiền đức tăng ni, các chùa tịnh xá tịnh thất niệm Phật đường trong và ngoài thành phố Cần Thơ. Kính thưa quý vị, các cấp lãnh đạo chánh quyền thành phố Cần Thơ, quận Ninh Kiều và phường Xuân Khánh. Kính thưa quý nam nữ Phật tử, bên tịch tịch đón người về cõi ấy, trăng lăng già mãi đổ lệ tiếc thương, hoa ưu đàm héo rũ mãi vấn dương, miền thiếu thất vắng bóng hình năm cũ. Vào ngày 18 tháng 7 năm Bính Thân, tại chùa Bửu Trì, trời đất dường như sầu vạn cổ, ánh bình minh bỗng chốc kéo màn đêm, không gian nhuộm màu tan tóc, môn đồ pháp quyến phải nghẹn ngào nuốt lệ khi cơn lốc vô thường dòi cướp đi một bậc thầy khả thương khả kính, người mà đã từng ngày đêm nuôi dưỡng giới thân huệ mạng chúng đệ tử xuất gia, thiết lập nền đạo đức nhân bản cho hàng đệ tử tại gia, là cũng là một vị Bồ Tát giang đôi tay cứu độ những chúng sanh lạc lõng bơ vơ giữa chốn ta bà bất hạnh. Hôm nay ban tổ chức lễ đại tường cố ni sư Thích Nữ Tâm Niệm, trụ trì chùa Bửu Trì và môn đồ pháp quyến chúng con xin được một lần nữa truy niệm tưởng nhớ đến công đức tu học và hành đạo của người tại chùa Bửu Trì suốt quá trình qua. Đây chính là lý do của buổi lễ hôm nay. Và lần thứ hai, chúng con xin được cung kính quý ngài cùng tất cả mọi người có mặt hôm nay
lắng động lòng mình dành một phút tưởng niệm về người. Chúng con thành tâm cung kính cung thỉnh tưởng niệm về người. Một phút tưởng niệm trôi qua, chúng con thành kính tri ân chư tôn thiền đức cũng như quý liệt vị, ngưỡng bái bạch chư tôn thiền đức, quý ngài đã vì Phật sự chung cũng như vì môn nhân pháp quyến chúng con cung kính đảnh lễ thỉnh cầu, và giờ này quý ngài đã trở về chứng minh tham dự buổi lễ đại tường của cố ni sư ân sư chúng con. Và giờ này chúng con thành tâm cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Thiện Tài, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Cần Thơ. Chúng con thành tâm cung kính giới thiệu Hòa Thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Cần Thơ. Chúng con cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Bình Tâm, Phó Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Cần Thơ, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo thành phố Cần Thơ. Chúng con cung kính giới thiệu Thượng tọa Lý Hùng, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Cần Thơ. Chúng con cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Đức Toàn, Trưởng Ban kiểm soát Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Cần Thơ. Chúng con cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Thiện Pháp, trụ trì Chùa Hội Linh, quận Bình Thủy. Chúng con cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Huệ Giải, trụ trì Chùa Hoa Nghiêm, quận Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Chiếu Thường, trụ trì Chùa Từ Thiền, thành phố Sóc Trăng. Và chúng con xin được cung kính giới thiệu chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng tọa, chư Đại Đức Tăng, trụ trì các chùa Tịnh Xá, Tịnh Thất, Niệm Phật Đường trong và ngoài thành phố Cần Thơ, trở về tham dự buổi lễ Đại Tường Cố Ni Sư Thích Nữ Tâm Niệm hôm nay. Chúng con xin được cung kính giới thiệu chung. Về phần chứng minh chư Tôn Thiền Đức Ni Giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Cần Thơ, chúng con xin được cung kính giới thiệu Ni Trưởng Thích Nữ Ẩn Liên, chứng minh Phân Ban Ni Giới Phật giáo thành phố Cần Thơ. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Ni Trưởng Thích Nữ Như Minh, chứng minh Phân Ban Ni Giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Cần Thơ. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Ni Sư Thích Nữ Như Tâm, Phó Phân Ban Ni Giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Cần Thơ. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Ni Sư Thích Nữ Trương Như, Phó Phân Ban Ni Giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Cần Thơ. Và chúng con xin được cung kính giới thiệu Quý Ni Trưởng, Quý Ni Sư, Quý Sư Cô, các chùa, tự viện, Tịnh Xá, Tịnh Thất, Niệm Phật Đường trong và ngoài thành phố Cần Thơ cũng trở về tham dự buổi lễ Đại Tường hôm nay. Chúng con nghiêng mình cung kính giới thiệu chung.
về phía lãnh đạo chính quyền, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh Kiệt, Phó trưởng ban tôn giáo thành phố Cần Thơ. Chúng tôi trân trọng giới thiệu ông Đào Vũ Hoàng, chuyên viên ban tôn giáo thành phố Cần Thơ, cũng như các vị trong các ban ngành lãnh đạo chánh quyền thành phố Cần Thơ, quận Ninh Kiều và phường Xuân Khánh cũng trở về tham dự buổi lễ đại tường của cố ni sư Thích Nữ Tâm Niệm hôm nay, cùng tất cả môn đồ pháp quyến cũng như quý nam nữ Phật tử trang nghiêm trước linh tiền trở về tham dự buổi lễ hôm nay. Ngưỡng bái bạch quý ngài, kính thưa quý liệt vị, hiện thân vào chốn ta bà, 60 năm chặng nguyện về tỉnh bang. Thầy về bên ấy một đàn, môn đồ tứ chúng vô vàng kính thương. Giây phút này đây, để tưởng niệm lễ đại tường cố ni sư Thích Nữ Tâm Niệm, tất cả hàng pháp lữ đều hướng về người bằng tất lòng tôn kính trong cõi tạm đi về. Cố ni sư đã hoằng hóa độ sanh và thừa hành nhiều Phật sự, để lại cho đời ý nghĩa thiết thực bình lặng trong cuộc sống chương tu thực học về giá trị làm người nơi cõi thế. Suốt 2 năm qua, bằng tất lòng của những người con Phật, xin một lần nữa nén lại sự tiếc thương, xin được lắng động tâm tư để tưởng niệm về người. Giờ này chúng con xin được cung kính xin phép quý ngài trân trọng kính mời ni sư Thích Nữ Chơn Như, Phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, tuyên đọc sơ lược tiểu sử cố ni sư Thích Nữ Tâm Niệm, tự Hải Thông trụ trì chùa Bổ Trì, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, nhân buổi lễ đại tường. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ni sư. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn Hòa Thượng Chứng Minh, chư tôn Hòa Thượng hàng giáo phẩm, chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng, quý ni trưởng, quý ni sư, con xin thay lời cho ban tổ chức đọc lại tiểu sử cố ni sư Thượng Tâm Hạ Niệm. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô lịch đại tổ sư Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa giác linh cố ni sư Thích Nữ Hải Thông pháp hiệu Tâm Niệm Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, quý ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni, ban chi sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ và ban chi sự Giáo hội Phật giáo các tỉnh thành. Kính thưa chư vị khách quý, Đảng chánh quyền, mặt trận, ban tôn giáo địa phương các cấp, kính thưa quý Phật tử, hôm nay trong khung cảnh trang nghiêm của buổi lễ đại tường, môn đồ pháp quyến chúng con tỏ lòng kính tiếc đối với cố ni sư, xin được dâng lên vài nét để hồi hướng lại cuộc hành trình tu học của vị ni sư chân tu thật học, ngưỡng trên chư tôn thiền đức chứng minh. Một, thân thế cố ni sư Thích Nữ Hải Thông pháp hiệu Tâm Niệm, thế danh Trần Thị Kim Kết, sinh năm 1959, phụ thân là ông Trần Ngọc Nghiêm, phụ mẫu là cụ bà Lê Thị Vân, quê quán ấp Láng Hầm B, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Cần Thơ, nay là Hậu Giang. Trong gia đình có 5 anh em, 3 trai, 2 gái.
Ni sư là người con thứ năm thuộc tầng lớp trung nông, nhân hậu, hiền hòa, truyền thống đạo hiếu nghĩa, thờ cúng tổ tiên và cũng biết kính Phật trọng tăng. Ni sư đã có tư chất thông minh, hiếu học và sống có tình nhân hậu với mọi người. Hai, xuất gia học đạo. Thở thiếu thời, mặc dù sống ở miền quê hẻo lánh nhưng được cha mẹ hy sinh cho cấp sách đến trường, và ni sư đã được học hết cấp 3. Dường như ni sư đã từng gieo duyên lành với Phật Pháp từ bao đời. Đến lúc vừa mới trưởng thành, ni sư không màng đến việc thế sự, đã phát tâm vọng mạnh một lòng hướng Phật, tìm đến chùa Thiên Quang, thành phố Cần Thơ, nay là quận Ninh Kiều, xin được thế phát xuất gia tu học. Lúc vừa tròn 18 tuổi, được ni trưởng Thượng Bổ Hạ Trí làm bổn sư thế độ, được ban pháp danh là Thích Nữ Hải Thông, và được nhị vị ni trưởng Thượng Bổ Hạ Trí và Thượng Bổ Hạ Thanh giáo dưỡng cho đến lúc nhị vị ni trưởng viên tịch. Ni sư là đệ tử cuối cùng của ni trưởng Thượng Bổ Hạ Trí khi còn sanh tiền Hoằng Dương Phật Pháp. Năm 20 tuổi được bổn sư chấp thuận cho thọ giới Sajini. Năm 22 tuổi ni sư được thọ giới Tức So Manani. Đến năm 22 tuổi được đăng đàn tỳ kheo ni giới. Sau khi nhị vị ni trưởng bổn sư viên tịch, ni sư Thích Nữ Hải Thông lúc bấy giờ tuổi còn quá trẻ, con đường học đạo còn non kém, như người lái thuyền mất đi bản đồ định hướng, y theo lời Phật dạy liền tầm sư học đạo. Để tiếp tục được ân sư thắp sáng ngọn đèn chánh pháp, bèn đến cầu pháp với Đức Hòa Thượng Thượng Bổ Hạ Lai. Ngài ban cho pháp hiệu là Thích Nữ Tâm Niệm. Kể từ đó được tăng trưởng thiện duyên, đi sư tiếp tục được Hòa Thượng ân sư giới thiệu đến học trường cao cấp Phật học tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi trường Phật giáo lần đầu tiên khai sáng tính từ khi đất nước lập lại hòa bình. Năm 1984 đến 1988, học và tốt nghiệp trường cao cấp Phật học tại thành phố Hồ Chí Minh, nay là Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1993, ni sư được Giáo hội Phật giáo thành phố Cần Thơ bổ nhiệm làm trụ trì chùa Bủ Trì, và ở nơi đây tu học cùng thừa hành Phật sự, thu nhận 10 đệ tử xuất gia tu học và quy y cho hàng trăm tín đồ Phật tử quy y Tam Bảo. Năm 2007, được Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam y cứ lực Phật và nội quy Ban Tăng sự Trung ương tấn phong lên hàng giáo phẩm ni sư. Ba, công đức và sự nghiệp. Sinh thời, ni sư luôn tỏa sáng tấm gương quên mình phụng sự vì đạo pháp dân tộc, một lòng với tâm nguyện phục vụ chúng sanh. Ni sư nhiều lần quyết tâm vận động trùng tu xây dựng khang trang nơi Già Lam Bủ Trì. Một Thích Nữ ni lưu với tâm kiên cố vượt muôn trùng sóng gió đang thử thách sứ giả Như Lai, nhất là những năm tháng vất vả lo toan việc di dời, bồi hoàn giải tỏa chùa Bủ Trì và thực hiện hạnh nguyện độ tha người đã dang rộng đôi tay từ ái, tiếp đón những cụ già cơ nhỡ và những trẻ sơ sinh bất hạnh bị vứt bỏ trước cổng chùa, đã làm người mẹ vĩ đại của thế gian hiện thân của vị Bồ Tát Quan Thế Âm cứu độ chúng sanh trong một đêm giá rét, làm dòng suối mát trong cho những cơn nóng bức mùa hè, đồng thời cống hiến công đức cho Phật giáo thành phố Cần Thơ cũ cũng như Giáo hội Phật giáo thành phố Cần Thơ hiện nay. Ni sư còn tham gia công tác từ thiện xã hội rất nhiều, nơi nào cần đến bàn tay cứu giúp của ni sư là ni sư liền cứu tế, quan tâm đến việc đào tạo nhân tài làm nhân tố thiện lành phục vụ Phật Pháp cũng như xã hội. Ni sư đã trợ cấp nuôi dưỡng cho nhiều học sinh, sinh viên hiếu học, cho tăng ni sinh thiếu phương tiện tu học. Đặc biệt, ni sư có hạnh nguyện
cúng dường tài vật cho Phật giáo Cần Thơ khi hữu sự. Các chùa niên giới nào còn gặp khó khăn trong lĩnh vực hoằng pháp, hoằng dương chánh pháp, ni sư đích thân đến tận nơi nhiệt tình hỗ trợ và động viên khích lệ tinh thần, siết chặt vòng tay đoàn kết hòa hợp. Trong công tác Phật sự của phân ban ni giới, ni sư đã từng được mời tham gia giảng dạy trường cơ bản Phật học tỉnh Cần Thơ cũ và chứng minh các đại giới đàn ở ngai vị tôn chứng sư, giáo thọ sư tại các đại giới đàn thành phố Cần Thơ, Sóc Trăng, cũng như các công tác đã lãnh nhiệm như sau. Năm 1987 đến năm 1997, thư ký Ban Chính sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Cần Thơ và Ban đại diện Phật giáo thành phố Cần Thơ cũ. Năm 1998 đến 2011, ủy viên Ban Chính sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Cần Thơ, Hậu Giang cũ. Năm 1989 đến 1997, giảng viên hai khóa trường cơ bản Phật học tỉnh Cần Thơ. Năm 1993 đến 2016, trụ trì chùa Bủ Trì. Năm 2000 đến 2005, ủy viên Ban chấp hành Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Cần Thơ. Năm 2000 đến 2011, ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ. Năm 2009 đến 17, thư ký phó văn ban đi giới Phật giáo thành phố Cần Thơ. Năm 2012 đến 2017, phó trưởng ban kiểm soát Ban Chỉ sự Giáo hội Phật giáo thành phố Cần Thơ, ủy viên phân ban đi giới Trung ương. Trong sự nghiệp hoằng dương đạo pháp tại chùa Bủ Trì cũng như tham gia khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ni sư được Giáo hội Phật giáo cũng như các cấp chính quyền tặng nhiều bằng tuyên dương công đức, quy chương đại đoàn kết dân tộc và nhiều bằng khen, giấy khen khác, công viên quả mạng. Chùa Bủ Trì, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ là cảnh chùa được ni sư chọn làm nơi tiến tu đạo nghiệp và hoằng truyền chánh pháp phổ độ dân sinh vào những năm tháng đến cuối cuộc đời hành đạo. Tuy là một giáo phẩm, trong cuộc sống của ni sư rất bình dị, tạo ra sự thân thiện và đồng cảm với mọi người, tính tình rất mực thẳng thắn, không biết dùng ngôn từ hoa mỹ, người chỉ phát biểu theo cảm nghĩ chân thật của mình. Đối với ni sư, tất cả những việc người làm đã làm được đều là phương tiện trong quá trình hoằng pháp lợi sinh, luôn tùy thuận vô thường nhân thế. Hạnh nguyện hoằng pháp của ni sư đã đến hồi viên mãn. Một vị Bồ Tát hiện thân đến cõi Ta Bà, sanh đã tận, phạm đã hành, đã thành. Ni sư đã rời bỏ nhục thân để trở về với cõi chân thường, tịnh lạc, tự tại như nhiên. Nên ni sư đã thu thần thị tịch vào lúc 20:30 ngày 18 tháng 7 năm Bính Thân, nhằm ngày 20 tháng 8 2016. Tại chùa Bủ Trì, đường Mẫu Thân, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, trụ thế 60 tuổi, hạ lạp 35 năm, nhục thân của ni sư đã được trà tì tại Sơn Trang, Tiền Tiên Cảnh, tỉnh Hậu Giang. Sau đó thỉnh linh cốt về an vị tại chùa Bủ Trì, nơi mà cố ni sư đã tu học, hành đạo trong mấy mươi năm qua. Cuộc đời tu học và hành đạo của ni sư Thượng Hải Hạ Thông, pháp hiệu Tâm Niệm, để lại cho Phật giáo Việt Nam, Phật giáo thành phố Cần Thơ và chư tăng ni Phật tử cùng môn đồ pháp quyến những buồn thương và kính tiếc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt môn đồ pháp quyến, xin được thành kính tri ân ni sư Thích Nữ Chân Như vừa tuyên đọc tiểu sử của cố ni sư ân sư chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, quý ni trưởng, quý ni sư, chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị các cấp lãnh đạo chánh quyền, kính thưa quý nam nữ Phật tử, ngậm ngùi một giấc thiên thu, người đi vạn dặm mịt mù xa khơi,
môn đồ tử chúng chơi vơi. Khung trời nay vắng bóng người năm xưa. Suốt tròn 2 năm, môn đồ pháp quyến chúng con đã lạc lõng giữa chốn Ta Bà và dòng nước bạc Ninh Kiều, và mãi mãi đã cuốn trôi đi thâm ân cao cả. Người mà chúng con đã tròn 2 năm thiếu vắng bóng hình ngày đêm khuyên nhắc, tiếc thương Thầy sớm giác tối chiều. Không còn ai để lời sách tấn mở trí nguyện thần, không còn bàn tay ấm để trao giới thân huệ mạng cho chúng con, không còn người để dìu dắt bước chân bé bỏng nơi cõi tạm Ta Bà. Lòng quặn thắt buồn ngấn lệ tiện ân sư ngày nào còn dấu ấn. Giờ này chúng con xin được vài phút hoài niệm, với tất lòng bùi ngùi kính cẩn trang nghiêm trước linh tiền cố ân sư, để tỏ bày nỗi lòng của những cánh chim non mãi mãi lạc đàn mất mẹ, người đã một đời dấn thân nơi cõi vô thường biến dị, quá độ nhân sinh. Nhân buổi đại tường hôm nay, chúng con cung thính kính cung thịnh chư tôn thiền đức chứng minh, và giờ này chúng tôi xin trân trọng kính mời đại diện môn đồ pháp quyến sư cô Thích Nữ Quảng Trí, đại diện cho môn nhân pháp quyến dâng lời cảm niệm ân sư. Trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn đức giáo phẩm thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ. Ngưỡng bạch chư tôn thiền đức ban tổ chức đại lễ. Kính bạch chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng ni. Kính thưa các cấp chính quyền, chư vị khách quý cùng toàn thể Phật tử. Ngưỡng nguyện giác linh sư phụ thùy từ minh chứng. Hôm nay, trong không gian tĩnh mặc, trước giác linh sư phụ, bao khói hương lòng đang nguyện tỏ, môn đồ pháp quyến chúng con thành kính đảnh lễ tri ân, phụ phục dâng lên giác linh sư phụ những dòng hoài niệm thâm ân. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính bạch giác linh sư phụ, trong những ngày mùa thu giữa tiết trời mát mẻ, hạnh nguyện sư phụ viên thông cõi hồng trần đã hết, sư phụ mạn duyên nhẹ bước chốn niết bàn thạnh thơi, chúng con lại chơi vơi giữa Ta Bà cõi tạm, chịu nặng dòng lệ rơi. Kính lại sư phụ, chúng con vẫn hiểu các pháp từ duyên sinh cũng do mà diệt, Đức Phật Đại Sa Môn thường dạy điều như thế. Chúng con vẫn biết dạng pháp vô thường sanh diệt, thân tứ đại sanh ra rồi lại hoàn toàn tứ đại, nhưng những phàm phu đệ tử chúng con làm sao không khỏi đau buồn thương cảm khi pháp âm sư phụ còn dằn vặt đâu đây. Đã 48 tháng chùa Bổ Trì vắng bóng người, nhưng hình ảnh thân thương từ hòa giải thoát vẫn còn in đậm trong tâm trí chúng con. Mà từ nay chốn đi về nơi đây sẽ không còn trông thấy bóng dáng sư phụ trong gian chùa tịch liêu. Thế nhưng nào hay đâu, một phút vô thường gãy tích xa ba về lạc độ, muôn duyên buông xả đường huyền sớm tách khỏi mê đồ, nước cực lạc nở sen vàng chính phẩm, đài cũ liên gá chất thượng thiện nhân. Đã tròn 2 năm ngôi già lam bụ trì vĩnh viễn mất đi một tàn cây đại thọ, đúng 60 năm ứng thân quá độ cõi hồng trần,
tròn đầy bi nguyện độ sanh. Sư phụ đã công duyên quả mạng, ao bát đức liên trì thêm nở một đài hoa. Pháp thân sư phụ tự tại tiêu dao nơi lạc quốc. Xin đối thương gia hộ cho đệ tử chúng con noi theo gương hạnh của sư phụ, để xứng đáng là người con thích nữ thuần thành cùng nhau đoàn kết, xây dựng đạo tràng ngày càng khởi sắc đáp đền thăm ân thầy tổ trong muôn một. Đệ tử chúng con xin hứa sẽ thực thi những hoài bão của người, giữ gìn ấn tổ, trùng chấn tông phong, lợi tế hữu tình, hoằng dương chánh pháp, đúng giới tâm nguyện của thầy đã dạy. Xin khấu đầu bái biệt tôn sư, người đã ban cho chúng con tuệ mạng hôm nay, người mẹ của các em nhỏ chùa Bôn Chi, người chúng con suốt đời tôn kính mà trong cuộc đời này chúng con khó tìm lại được. Kinh nguyện giác linh sư phụ không quên đại nguyện, tái hiện ta bà làm rạng ngời chánh pháp, hóa độ chúng sanh. Nam mô Bụ Trì Đường Thượng Từ Lâm Tế Gia Phổ, Tứ Thập Nhất Thế Quý Thượng Hải Hạ Thông, Tự Tâm Niệm Ni Sư Bổn Sư Giác Linh Thị Tự Chứng Giám. Thang ơi, mưa chiều khói nước phủ mờ, thuyền con lạnh lẽo, đêm vắng Bụ Trì hiu quạnh, tháp mộ mây giăng, nhìn trượng thất thêm buồn, tưởng di dung càng nhớ. Kinh bạch giác linh sư phụ, thế là sư phụ đã sở tác giới biện cụ chư Phật Pháp. 60 năm quá đạo cõi ta bà, sư phụ đã làm gian danh họ Thích, rạng gỡ tông môn, tròn trách nhiệm tác Như Lai sứ hành Như Lai sự. Đệ tử chúng con có phước duyên thân thừa hầu hạ, trừ tội chướng một dao xuống tóc, phó phước điền ba lớp truyền y, đạo đức sai xưa lời huấn thị, sư đồ hữu hỷ giảng từ hòa, hạnh khiêm cung sư phụ không mất lòng ai, tình pháp lữ sư phụ vuông tròn trung thị. Đạo của sư phụ ẩn nhẫn là như thế, đức của sư phụ tàm quý là như thế. Sư phụ đã sống một cuộc đời khiêm cung, giản dị với lòng từ bi ban rải muôn nơi, đã thắp sáng dạng tấm lòng không chỉ chúng con mà còn cho những ai có nhân duyên được gặp sư phụ. Nhớ ngày nào sư phụ mới về đây, chùa Bụ Trì chỉ là am chanh bé nhỏ, sớm hôm thầy trò cùng lượm củi cùng tát nước khi bị ngập do trời mưa, tương rau đạm bạc qua ngày, dù vất vả gian nan khổ cực, nhưng tuổi thơ chúng con chưa biết bao kỷ niệm thân thương. Có những lần chúng con ngộ nghịch, sư phụ thường gầy la quở trách, nhưng sau đó người lại gian rộng vòng tay bao dung tha thứ. Chỉ vậy thôi nhưng chúng con cũng cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc biết bao nhiêu. Nam mô Bụ Trì Đường Thượng Từ Lâm Tế Gia Phổ Tứ Thập Nhất Thế Quý Thượng Hải Hạ Thông Tự Tâm Niệm Ni Sư Bổn Sư Giác Linh Thùy Từ Chứng Giám. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Cần Thơ. Mây định còn đâu phủ mái chùa, còn đâu in dấu bóng trăng xưa, đàn chim lạc tổ bơ vơ mại, ôi dòng sông kia đã cạn từ bao giờ. Đệ tưởng nhớ về người trở về cõi vô hư bất diệt, đệ sách tấn và động viên hàng môn nhân pháp quyên, suốt 2 năm qua vắng bóng tôn sư, giờ này chúng con nghiêm mình cung kính đảnh lễ Hòa Thượng.
bất từ bì nguyện. Vì môn đồ pháp quyến chúng con ban lời pháp nhũ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm cung kính cung thỉnh hòa thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý hòa thượng chứng minh, quý thượng tọa, thưa quý ni trưởng ni sư, thưa đại diện các cấp chính quyền mặt trận tổ quốc, thưa giác linh cố ni sư tâm niệm, thưa tất cả quý vị, trong giây phút đầy trang nghiêm tưởng niệm tưởng nhớ giác linh cố ni sư tâm niệm, trong hai năm qua đã viên tịch, trong thời gian trân trọng này tất cả chúng ta được nghe lược sử tóm tắt của ni sư, của cố ni sư, và được nghe lời tâm niệm của các tâm niệm. Xin thay lời cho Giáo hội Giáo Việt Nam xin có dạy lời tâm tiểu sử của ni sư được nghe, là một vị có tâm giác ngộ và xin xuất gia tu học trong thời gian rất sớm, có biết bao nhiêu công sức của mình tham gia vào cái công tác giáo dục từ thiện xã hội, nuôi nấng các cháu bất hạnh và có công trong việc trùng tu nơi cơ sở chùa Bủ Trì, được Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, các cấp chính quyền rất quan tâm và có nhiều giấy khen, huy chương, bằng tuyên dương công đức, vân vân, cho đến ngày viên tịch. Tôi nhận thấy là một vị tôn túc ni có đạo hạnh, có công lao, biết bao nhiêu công sức của mình để cùng với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ cũ, quận Ninh Kiều hiện nay, thành phố Cần Thơ chúng ta hiện nay, sự mất mát của cố ni sư là một cái điều cho thường trực Ban trị sự Phật giáo và phân ban ni giới Phật giáo thành phố Cần Thơ rất ngậm ngùi và thương xót. Trong giây phút đầy chân tình này, tôi rất tâm đắc và thấm thiết theo tiểu sử của một người ni và cái đạo hạnh của một vị ni giới, và được nghe những lời chân thành của các vị là môn đồ, là đệ tử, là người đã mang những cái ân đức của thầy tổ. Do vậy tôi chỉ nói một ý ngắn thôi. Trong kinh Pháp Cú đã từng nói: thật vậy, lời nói khéo có làm có kết quả. Những bài học, những tấm gương, những việc làm mà cố ni sư đã từng làm đối với các vị là môn đồ, là những người được hưởng những tài sản quý báu từ dạy dỗ, từ nuôi nấng, từ giao cho những cái tài sản quý báu trong Phật giáo. Quý vị đã hứa với giác linh cố ni sư, chúng tôi trong Ban thường trực Phật giáo thành phố Cần Thơ chứng kiến, và chúng tôi mong muốn những gì mà cố ni sư đã làm thì quý vị hiện tại
hãy lấy tấm gương đó mà thực hiện theo. Hãy có cái tình thương, khoan dung, độ lượng, tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong nội bộ. Làm được như vậy, tôi nghĩ rằng giác linh của ni sư sẽ an nhàn, sẽ vui vẻ đến nơi an nghỉ tốt đẹp. Tôi chỉ mong có một điều đó là cố gắng từ là quý vị có mặt ở đây. Cuối cùng xin cho phước báo phát sinh ngày hôm nay hồi hướng đến giác linh cố ni sư tâm niệm được tái sanh nơi nhàn cảnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngôn từ nói mấy cho vừa, cuộc đời giáo hạnh ngàn xưa vẫn còn. Trăng sao dẫu có hao mòn, lòng con vẫn một sắc son tôn thờ. Và để cung kính đảnh lễ và tri ân sâu sắc đạo từ của Hòa Thượng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Cần Thơ, giờ này môn nhân Pháp Quyến đứng dậy cung kính đảnh lễ chư tôn thiền đức chứng minh ba lễ. Như tôn đảnh lễ hiện tòa đạo tràng chư tôn tình đức nhị bộ đại tăng tam bái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa quý liệt vị, hôm nay chư tôn giáo phẩm thường trực, chư tôn giáo phẩm chứng minh, chư tôn giáo phẩm thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, cũng như chư tôn thiền đức tăng ni, quý ban ngành chánh quyền và quý Phật tử đã vân tập trước linh tiền cố ni sư Thích Nữ tâm niệm. Đạo tình chan chứa bao ngấn lệ tiếc thương, khói hương trầm quyện tọa lệ tưởng niệm đại tường. Chư tôn thiền đức cùng quý thân hữu gần xa để buổi lễ đại tường cho người trở về cõi tịch tịnh chân như. Ban tổ chức tang lễ và môn đồ Pháp Quyến chúng con chẳng biết lấy chi để đền đáp cho cân. Kính nguyện được khắc cốt ghi tâm kính tạ thâm ân mà Hòa Thượng vừa ban đạo từ khích lệ sách tấn môn đồ Pháp Quyến chúng con, cũng như chư tôn thiền đức và quý liệt vị đã niệm tình đáp lại sự thỉnh cầu của môn đồ Pháp Quyến trở về đây tham dự buổi lễ đại tường tưởng niệm cố ân sư chúng con. Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn quý huynh đệ đồng môn, quý nam nữ Phật tử trở về đây góp sức chuẩn bị chu toàn cho ngày lễ đại tường của cố ân sư chúng tôi. Một lần nữa xin được sự hoan hỷ đồng cảm chia sẻ những điều sơ thất trong việc cung đón tiếp rước trong những ngày Phật sự đa đoan. Kính nguyện hồng ân tam bảo quay linh màu nhiệm hằng gia trì, kính đến chư tôn thiền đức luôn được pháp thể khương an, chúng sanh dị độ, lợi lạc quần sanh, viên mạng đạo quả bồ đề, Phật sự viên thành, là thạch trụ của tòng lâm che mát cho chúng con cùng như chúng sanh đang tìm về bến giác. Kính chúc quý vị lãnh đạo ban ngành luôn dồi dào sức khỏe, thành tựu những điều tốt đẹp trong sự nghiệp phụng sự đất nước dân tộc được phồn vinh và phát triển. Kính chúc quý Phật tử đạo tâm bất thối, gia đình hưng thịnh, vạn sự kiết tường,
Và giờ này buổi lễ đại tường chúng con xin được khép lại. Chúng con cung kính cung thịnh chư tôn thiền đức tăng ni cũng như quý liệt vị khởi thân hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Trung Thiên Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Chư Tôn Hòa Thượng Chứng Minh. Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tòa Ni Chương Ni Sư Thường Trực Ban Trị Sự Phật Giáo Thành Phố Cần Thơ. Chư Tôn Đức Tăng Ni các quận huyện cùng đôi linh tiền nóng mà hương tương niệm phụng vì duyên tết từ lâm thế gia phổ tư thập nhất thế thương hải hạ thông tự tâm niệm quy nhật kết ni sư giác linh tìm giác linh cao đăng Phật quốc giới hương định hương vũ huệ hương giai thoát dài thoát tri kiên hương quang minh vân đại biên pháp giới cung dường giác linh thiên tiền. Nam mô dường Bồ Tát. Nam ơn cung dường Bồ Tát. Nam ơn cung dường Bồ Tát Ma Ha.